chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, nắm được thiên cơ, biết được mệnh trời, tiền về tới tấp, đổi vận cực giàu, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Quý vị thân mến, người xưa có câu rằng, vật cực tất phản, bỉ cực thái lai, ý nói một sự việc khi đi đến điểm cực độ thì sẽ có thay đổi, từ tốt chuyển thành xấu, từ xấu lại chuyển thành tốt, cho nên con người ta càng ở vào lúc vô vọng thì càng cần giữ vững ý chí bản thân, bởi vì rất có thể là hy vọng đang ở ngay trước mắt. Nghịch cảnh đồng thời cũng chính là cơ hội tốt để tôi luyện bản thân, đạt được sự thăng hoa cao độ, giống như bướm nở ra từ kén của sâu vậy. Trong chu dịch có hai quẻ là bỉ và thái, quẻ bỉ chỉ điều không thuận lợi, sự bế tắc. Trong thời điểm bế tắc, đạo người không thông, thiên hạ không lợi, bởi thế sống ở đời gặp phải nhiều chuyện phiền muộn cũng là dễ hiểu. Có những việc bạn càng khẩn trương thì càng mệt, càng cưỡng cầu lại càng dễ mất đi. Người quân tử trong tình cảnh này phải biết cách che giấu tài năng, không nên bộc lộ hay phát huy tài năng của mình, để tránh khỏi hãm hại của những kẻ tiểu nhân. Cũng không nên khoe khoang sự giàu sang, vinh hoa phú quý, để tránh bị tiểu nhân ghen ghét đố kỵ. Trời sinh tuổi Đinh Mùi mang mệnh đắc tài phú, số này định rằng khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, túng thiếu, nhưng nhờ sự chăm chỉ, cố gắng và sống có đức độ của mình mà được bề trên chứng giám ban cho nhiều may mắn và tài lộc. Nhưng cũng chính vì trời bê ban số mệnh phú quý mà trên bước đường dẫn tới giàu có của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Những năm vừa qua, Đinh Mùi liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên, không trả nổi, cực khổ vô cùng. Tuy nhiên qua cơn bỉ cực tới hồi thái lai, bước sang 2 tháng cuối năm 2024, cụ thể là tháng 11 và 12 âm lịch này, các bậc thầy tử vi chiêm tinh học phương Đông có chỉ ra rằng, những người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, nếu chú ý điều này, thì sẽ được các tinh soi chiếu, thần Phật phù hộ mà cải biến số mệnh, lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, dương lên làm đại gia, tiền bạc ngập két, giàu như vũ bảo, khiến ai ai cũng kính nể. Vậy, cụ thể chi tiết vận trình của người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ ra sao? Bản mệnh sẽ gặp những vận may gì? Có gặp phải vận hạn gì trong 2 tháng tới hay không? Và cách hóa giải cụ thể như thế nào? Thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nhé. Quý cô bác Đinh Mùi thân mến, Khổng Tử đã từng nói chuyện với các đệ tử của mình về sự can đảm của bậc quân tử, biết nghèo là do mệnh, biết khổ là có lúc, gặp đại nạn không sợ hãi, chính là bậc thánh nhân chí dũng. Vậy theo quan điểm đó, thành bại của một người phụ thuộc vào nội tâm của anh ta, mà sức mạnh của nội tâm bắt nguồn từ sự thấu hiểu nhân sinh, có thể nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn để chờ thời, cuối cùng thì tâm sẽ bình lặng như nước, lắng nghe số phận mà làm mọi việc. Nội tâm mạnh mẽ sẽ có dũng cảm để đối mặt với thực tế, gặp phải chuyện gì cũng cố gắng giải quyết bằng tất cả sức lực của mình. Nhưng cũng chính vì biết mệnh trời mà có tiết chế, không tham vọng. Luận ngữ của Khổng Tử có viết: không biết số phận cũng không phải là quân tử. Thiên mệnh, bất luận là theo quan điểm của đạo giáo hay nho giáo, đều là cấp bậc cao nhất của đạo học. Khổng Tử tin rằng ngũ thập tri thiên mệnh, nghĩa là ở độ tuổi 50, khi đã trải qua những nỗi đau khổ của thế gian, phải biết như thế nào là đúng là sai, đồng thời khuyên rằng mọi người cách sống dựa vào số mệnh mà hành động, đừng cố cưỡng cầu. Người quân tử hành động trong địa vị hiện tại của mình, không mong ước gì ở ngoài, vốn sẵn giàu sang, hành động theo giàu sang, vốn sẵn nghèo hèn, hành động theo nghèo hèn, vốn sẵn là di địch, quê mùa, mang di, hành động theo di địch, vốn sẵn hoạn nạn, hành động theo hoạn nạn. Người quân tử không giàu đâu mà không được vui lòng. Trung Dung, chương 14, quân tử dễ dàng ở cuộc đời sau này, tiểu nhân đắc ý chỉ được ngay tức khắc. Ý nói người quân tử bình tâm và chọn cho mình một vị trí bình thản nhất để chờ vận mệnh đến, còn kẻ tiểu nhân mạo hiểm đi cưỡng đoạt, tranh đấu, cuối cùng chỉ được trong tích tắc rồi lại không có gì. Con người khi đối mặt với khó khăn, lo sẽ nảy sinh nỗi sợ hãi, chủ yếu là cảm giác sợ mất đi mọi thứ. Khổng Tử đã đưa ra một cách chữa trị, đó là làm hết sức mình, nhưng vẫn lắng nghe vận mệnh, mặc dù nỗ lực hết sức nhưng không quá kỳ vọng vào kết quả, nhận biết tình hình và để nó thuận theo tự nhiên, kiên định, nhẫn nại. Người xưa xét việc thành công hay thất bại là có liên quan tới ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân quả. Và thiên thời ở vị trí đầu tiên là có lý do. Khi một người có thể nhẫn nhịn và im lặng chờ đợi,
chủ yếu là vì anh ta tin rằng một thời điểm thích hợp sẽ mang đến cho anh ta những điều tốt đẹp. Chỉ đáng tiếc là thời đến vận chuyển không phải chỉ qua một đêm, thời gian quá lâu khiến nhiều người mất đi lòng kiên nhẫn, biến thành thất vọng và đau buồn. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử có viết một câu nói nổi tiếng: qua những ngày tháng lạnh lẽo rồi mới biết cây tùng, cây bách. Những lời này là muốn nói với mọi người trên thế gian, trong những ngày tháng khó khăn nhất, kiên nhẫn vượt qua, bạn mới biết mình mạnh mẽ đến thế nào. Nguồn gốc của sức mạnh bên trong nằm ở sự tin tưởng vào khả năng của chính mình. Tất nhiên, nó cũng không thể tách rời khỏi sự kiên nhẫn chờ đợi nỗ lực được đền đáp. Trong số 12 con giáp, dê là con vật yêu thích cuộc sống tự do. Họ luôn muốn hướng tới cuộc sống bình yên, tự tại. Cũng chính vì vậy, người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 luôn là mẫu người theo nguyên tắc tứ hành trong phong thủy, là người có tính cách đặc biệt. Với nhiều đặc điểm nổi bật, họ thường có tính cách năng động, nhiệt huyết và dám nghĩ dám làm. Họ thường là những người có đam mê và quyết tâm cao trong việc đạt được mục tiêu của mình. Họ có năng lượng dồi dào, sự quyết đoán và sẵn sàng đối mặt với những thách thức và khó khăn trong cuộc sống. Sự nhiệt huyết và quyết tâm của họ thường giúp họ vượt qua khó khăn, trở ngại và đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực. Trong công việc, họ là những người chăm chỉ và độc lập, không bao giờ dựa dẫm ỷ lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì. Dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Đinh Mùi đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Nhìn bề ngoài, Đinh Mùi có vẻ rất ôn hòa, thoải mái. Nhưng thật ra bản mệnh lại là con giáp có ý chí rất mạnh mẽ và lúc nào cũng tự tin vào bản thân. Họ tin rằng trên thế giới này chẳng có việc gì là bất khả thi, chỉ cần mình cố gắng thì chắc chắn sẽ đạt được điều mơ ước. Trong sự nghiệp, họ luôn phóng tầm nhìn về phía trước, chẳng bao giờ ngoái đầu nhìn về phía sau. Một khi gặp thất bại, họ cảm thấy việc quan trọng nhất là tìm cách khắc phục, chứ không phải là than thân trách phận, nuối tiếc những gì đã qua và chờ đợi người đến giúp đỡ. Chỉ có cách không ngừng nhìn về phía trước, tiến lên phía trước, mình mới trở nên mạnh mẽ hơn. Nhờ những suy nghĩ ấy mà người ta thấy con giáp kiên cường này luôn luôn cố gắng, không bao giờ bị thất bại hạ gục, mà sẽ càng vươn lên mạnh mẽ hơn, khiến người ta khâm phục. Vận mệnh của người tuổi Mùi rất tốt. Nếu chẳng may người tuổi Mùi là người nghèo khó, thì họ sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ có giá trị từ bố mẹ và người thân của họ. Cả những người có thế lực cũng muốn che chở họ, được mọi người coi trọng và kết nghĩa anh em. Tóm lại, một người tuổi Mùi với vận mệnh tốt thì sẽ không gặp khó khăn, bởi vì mỗi lần gặp thất bại họ đều nhận được sự quan tâm giúp đỡ của người khác. Người sinh năm Mùi biết cách lấy trí thông minh bù đắp những chỗ yếu kém của mình. Họ giỏi sử dụng những phương cách uyển chuyển, khéo léo, chiến thuật mềm dẻo khiến người khác mềm lòng. Đặc biệt họ cũng rất giỏi trong việc đánh giá tâm lý đối phương, bởi vậy đừng dại mà coi thường họ. Ưu điểm của người tuổi Mùi nằm ở chỗ họ luôn suy nghĩ chu toàn và sắp xếp công việc ổn thỏa, tinh thần cầu tiến, giỏi xã giao, tính cách lại hiền hòa, nên họ được lòng nhiều người, bạn bè khắp bốn phương. Đặc biệt, khi đứng trước sóng gió và thử thách trong cuộc đời, Đinh Mùi không bao giờ chịu chấp nhận bỏ cuộc hay trốn tránh. Họ là con giáp rất giỏi chịu đựng gian khổ. Tử vi học dự báo rằng, trong giai đoạn cuối năm 2024 này sẽ mang đến rất nhiều may mắn và cơ hội cho Đinh Mùi. Với tinh thần trách nhiệm cao, làm gì cũng có tầm nhìn xa và mưu lược, lại thêm sự chủ động, nên Đinh Mùi đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Thêm nữa, nhờ có vận quý nhân giúp đỡ, nên cuộc sống của Đinh Mùi cũng xuôi chèo mát mái hơn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, nếu có khó khăn thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thời gian tới này sẽ mang đến cho Đinh Mùi rất nhiều vận may lớn. Đây là thời điểm mà người cầm tinh con dê có thể đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Cơ hội xuất hiện rất nhiều để Đinh Mùi phát huy tài năng của bản thân, đồng thời đạt được những thành tựu xuất sắc. Đặc điểm nổi bật nhất của Đinh Mùi chính là sự thông minh, nhanh nhẹn, là người có tính cạnh tranh cao. Đinh Mùi sẵn sàng lắng nghe ý kiến phê bình từ người khác và học hỏi từ những sai lầm của chính mình để bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày. Đây cũng là người có suy nghĩ logic và luôn bình tĩnh suy đoán trước khi đưa ra kết luận. Đinh Mùi là người nhiệt tình và có trách nhiệm. Họ có khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường mới và có thể dễ dàng kết bạn. Điều này giúp Đinh Mùi thu hút được nhiều quý nhân trong cuộc đời mình. Đặc biệt,
Trong hai tháng 11 và 12 âm lịch tới, vận khí của Đinh Mùi tăng vọt, cơ hội xuất hiện rất nhiều, giúp cho sự nghiệp và tài vận của con giáp này có thể thăng hoa mạnh mẽ. Mọi kế hoạch của tính chủ sẽ được tiến hành một cách trơn tru, thuận lợi và đạt được kết quả như ý muốn. Bên cạnh đó, Đinh Mùi cũng có thể thực hiện được những ước mơ mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay, một phần nhờ may mắn tự thân, một phần nhờ quý nhân giúp đỡ, nên cuộc sống của bạn trong thời gian này sẽ vô cùng thăng hoa, viên mãn và đáng mong chờ. Sau đây là luận giải chi tiết đầy đủ các phương diện của tuổi Đinh Mùi trong 2 tháng 11 và 12 âm lịch này nhé. Đầu tiên xét phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi trong 2 tháng cuối năm Giáp Thìn 2024 có dấu hiệu khởi sắc đáng kể ngay từ những ngày đầu tháng 11 âm này. Vì vậy, bạn cần tập trung cao độ để nắm bắt cơ hội và bứt phá. Với tính cách điềm đạm, thân thiện của mình, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp. Thậm chí dù là người mới đi làm hay vừa thay đổi môi trường làm việc cũng nhanh chóng hòa nhập được với tập thể và bắt kịp được với guồng quay của mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới, bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể phát triển. Đặc biệt thời điểm này Đinh Mùi còn có cả sao Tả phù và hữu bậc phù trợ, khả năng cao bản mệnh sẽ có sự điều động về tiền lương, mức thưởng hoặc vị trí công tác. Đó đều là những phần thưởng xứng đáng cho thái độ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của con giáp này. Nhìn chung, khá nhiều cơ hội phát triển bày ra trước mắt, quan trọng là bạn có chấp đúng thời cơ và chủ động nắm bắt hay không. Tuy nhiên thiên cẩu hung tinh là điềm báo có thể xuất hiện kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay vì lòng đố kỵ. Đối phương sẽ tìm cách để phá hoại công sức bạn bỏ ra bấy lâu, cũng có thể tung ra những tin đồn thị phi, phá hoại danh dự của những chú dê. Anh chị được nhắc nhở nên thận trọng khi hành sự, để không bị sập bẫy tiểu nhân, cần phải chú ý cẩn trọng trong công việc. Cũng như lời ăn tiếng nói, tránh để kẻ xấu kia tìm được điểm yếu của mình mà khiến công sức bỏ ra đổ hết xuống sông, xuống bể. Về phương diện tài lộc, tuổi Đinh Mùi tháng 11 và 12 âm lịch. Tử vi tuổi Đinh Mùi 2 tháng cuối năm 2024 có nhiều điểm sáng về tài lộc, con đường làm giàu trở nên cực kỳ hanh thông, người làm kinh doanh, buôn bán có thể nhìn ra hướng phát triển mới. Tất nhiên quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những khó khăn, trở ngại, nhưng bạn nhanh chóng tìm ra phương án khắc phục và gặt hái thành quả đáng mừng. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên ngoài việc được khen ngợi sẽ không thể thiếu các khoản thưởng nóng. Cuối năm bạn có cơ hội thăng tiến, tăng lương xứng đáng với năng lực của mình, nếu có ý định mở rộng kinh doanh hay thực hiện các kế hoạch làm ăn bên ngoài. Tuổi Đinh Mùi nhanh chóng bắt tay vào thực hiện, đây là thời điểm lý tưởng để bạn thực hiện ước mơ của mình, cũng như nắm bắt cơ hội đổi đời. Đối với bản mệnh làm kinh doanh, muốn thúc đẩy các mối quan hệ xã giao để thuận đường làm ăn, thì nên đặt tượng kỳ lân ở hướng Tây Nam, nó sẽ giúp gia chủ tăng cường quan hệ xã giao và doanh số bán hàng. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Tử vi tháng 11 và 12 âm lịch dự đoán, tuổi Đinh Mùi nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm. Dù còn độc thân hay đã lập gia đình, bạn đều đón nhận được niềm vui hạnh phúc từ đối phương. Với người độc thân, bạn dễ dàng gặp được những đối tượng phù hợp về cả hoàn cảnh, tính cách, công việc, càng mở rộng các mối quan hệ, cơ hội cho bạn tìm hiểu và gặp gỡ càng lớn. Những người chưa chủ động trong chuyện tình cảm có thể được người thân hoặc bạn bè giới thiệu đối tượng, hãy mở lòng cho mình và cho đối phương cơ hội tìm hiểu trước khi đi đến quyết định quan trọng. Những cặp đôi duy trì mối quan hệ cân bằng và hài hòa, cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể. Người làm cha làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái dưới sự cổ vũ của bản mệnh. Con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Người đã kết hôn muốn quan hệ vợ chồng hòa hợp hay người độc thân muốn xúc tiến chuyện cưới xin thì nên đặt một chiếc gương soi. Gương có thể là gương trang trí, gương trang điểm đều được. Về phương diện sức khỏe, cả tinh thần và thể chất đều giữ mức cân bằng, giúp đương sự duy trì thể trạng tốt, ít đau ốm. Nếu có bệnh cũng gặp thầy gặp thuốc, yên tâm chữa bệnh, ắt tật bệnh thuyên giảm. Trong 2 tháng này tuổi Đinh Mùi chú trọng hơn tới sức khỏe của bản thân. Bạn biết cách cân bằng cuộc sống và công việc nên tránh được tình trạng lao lực, kiệt sức. Tuy nhiên,
tuổi Đinh Mùi vẫn nên duy trì chế độ tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn, mà còn khiến đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn và các mối quan hệ được mở rộng. Năm 2024, người tuổi Đinh Mùi chủ về bố cục Mùi Mão bán hợp, mộc cục, tạo nên tính chất mộc khí khắc thổ, mà ngũ hành thổ đại diện cho dạ dày và lá lách, tỳ vị trong cơ thể con người. Như vậy, người tuổi Đinh Mùi nên lưu ý, các thực phẩm giàu axit sẽ rất hại cho tỳ vị của bạn, bao gồm cả những đồ uống ngọt, bạn nên hạn chế đồ ăn nhanh và các loại đồ uống có ga. Trái lại, những thực phẩm có vị ngọt nhẹ từ rau củ như bí đỏ, cà rốt lại kích thích chức năng của tỳ vị, chúng bồi bổ cho tỳ vị của bạn trong các loại ngũ cốc. Kê chính là loại tốt nhất cho hành thổ. Tử vi 12 con giáp khuyên người tuổi Đinh Mùi cần ăn nhiều các món ăn làm từ kê và bí đỏ để cải thiện sức khỏe của mình. Và bây giờ là vận trình chi tiết của tuổi Đinh Mùi theo vận trình chi tiết từng tháng như sau. Tử vi tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch vận trình người tuổi Đinh Mùi năm 2024, địa chi tháng và thái tuế tương hại, cũng tương hại với bản mạng Đinh Mùi. Đây là bố cục tài đến hại thân, nó ngụ ý vận trình vừa hung vừa cát. Bạn được người thân yêu quý giúp đỡ, mọi việc phát đạt, bạn cũng là người có trách nhiệm rất cao, nên làm việc vô cùng tận tụy. Những ưu điểm này vô tình mang tới họa thị phi, tiểu nhân hãm hại cho bạn. Tử vi tháng nhận thấy, người tuổi Đinh Mùi bước sang tháng 11 năm 2024 âm lịch với rất nhiều tin mừng trên đường công danh sự nghiệp, các thói quen thường ngày của người tuổi Mùi cũng sẽ cải thiện theo chiều hướng hiệu quả hơn. Công việc có thể trở nên bận rộn, đòi hỏi bạn phải luôn dành ra một khoảng thời gian chống, đề phòng các tình huống bất ngờ xảy ra. Sao thiên hình, sao xấu, đặc tính cô khắc, hình thương, tai dạ, tiểu dông, nghĩa tốt, giỏi thao lược, chủ động, xông xáo, ý xấu, dễ cao ngạo, nóng nảy, hành sự bất cẩn, thậm chí gây họa, phạm tù tội. Nếu bạn khao khát nhận được sự kỳ vọng của mọi người, vì họ muốn thể hiện bản thân là người có năng lực, thì sẽ bị kiếp tài ngăn lại. Bạn mắc chứng nhạy cảm và có nỗi sợ cực độ với những đánh giá tiêu cực từ người khác. Khi có vấn đề không hay xảy ra trong cuộc sống, người cầu toàn thường bị ám ảnh nặng nề hơn so với người bình thường. Vì thế họ rất dễ bị stress khi liên tục nghiêm trọng quá lỗi lầm của bản thân. Tin vui là tài vận trong tháng của tuổi Đinh Mùi khá ổn định, việc thu chi khá cân đối, nên bạn không còn lo lắng nhiều nữa. Tháng 11 năm 2024 này cũng là lúc nhất bạch bay về phương Đông Bắc, cho thấy lúc này là cơ hội phát tài, có lợi cho điền sản, dựng cơ nghiệp. Nếu ai đang muốn tìm hiểu về đầu tư, kinh doanh, thì có thể bắt đầu thực hiện ngay từ bây giờ. Nếu bạn chỉ mới đang tìm hiểu về đầu tư, thì cũng đừng vội vàng nghỉ việc hay duy trì công việc của mình để đảm bảo thu nhập nuôi sống mình mỗi tháng. Bên cạnh đó, bạn dành thời gian dỗi để tích lũy kiến thức cho mình. Điều này rất quan trọng, vì bạn không thể cố làm giàu nhanh với chút thông tin mà bạn đọc mãi không hiểu. Những ai nghỉ việc sớm sẽ có nguy cơ không có tiền đảm bảo cuộc sống cơ bản, không có kế hoạch cụ thể khiến bạn rơi từ tình huống khó khăn này sang tình huống khó khăn khác mà thôi. Sức khỏe của bạn khá tốt, giúp bạn có thể cày việc để thực hiện các mục tiêu cuối năm của mình. Tuy vậy, bạn vẫn nên để ý đến việc nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc sức khỏe, vì thời tiết lúc này đã trở lạnh nên bản mệnh cần phải chú ý giữ ấm. Hoạt động thể dục thể thao và ăn uống đầy đủ chất sẽ có tác động rất tốt tới cơ thể, khiến đầu óc tỉnh táo và sáng suốt hơn. Quý nhân, Mão, Hợi, tiểu nhân, Tý, Tuất. Màu sắc cát tường, tím, đỏ. Con số may mắn, 23, 99, 55. Tử vi tháng 12 âm lịch. Bước vào tháng cuối cùng của năm, người tuổi Đinh Mùi được đồng loạt các cục tương trợ, ví như gặp đúng thiên thời, địa lợi, nhân hòa để tự do phát triển vượt bậc trong giai đoạn này. Cụ thể được nguyệt lệnh lâm dưỡng phù trợ, bước sang tháng chạp, con giáp này tự tin và tập trung làm việc, sự nghiệp có thu hoạch đáng kể. Thậm chí nếu làm tốt còn có điềm báo về quyền lực, thăng chức tặng thưởng là điều hoàn toàn trong tầm tay, lại thêm tử vi các tinh soi đường chỉ lối. Anh chị cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành, chứ không còn cảm giác quá chúc chắc, khó khăn cản trở như trước. Chuyện làm ăn tiến triển tương đối tích cực, dù có thể bạn sẽ chưa kiếm được một khoản bộn tiền ngay lập tức. Hãy mạnh dạn đi theo những hướng mình đã vạch sẵn từ trước,
bạn có thể dần dần tìm ra hướng phát triển phù hợp cho mình. Hơn nữa, mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý, có thể là quý nhân có tiếng trong thương trường, mở ra nhiều cơ hội hùng hạp làm ăn mới. Vận trình tình cảm của Đinh Mùi tháng này cũng có nhiều khởi sắc, khi hai người hòa hợp vui vẻ hơn, mỗi khi trở về nhà bạn tìm lại được cảm giác bình yên mà mình mong muốn với một vài con giáp. Trong giai đoạn này, bạn nên lọc bớt những điều tiêu cực trong cuộc sống của mình, như một mối quan hệ hay thói quen không lành mạnh, thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp gấp bội. Phương diện sức khỏe thì Đinh Mùi không nên chủ quan, hạn chế việc ăn nhậu quá thường xuyên, vì nó không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, mà công việc của anh chị cũng không được tập trung để xử lý vấn đề, đặc biệt khi tham gia giao thông. Thì tuyệt đối không uống rượu bia, hãy biết cách từ chối khéo để không bị mất tiền và tổn hại tới sức khỏe của mình anh chị nhé. Quý nhân: Tỵ, Hợi; tiểu nhân: Sửu, Ngọ. Màu sắc cát tường: xám, cam. Con số may mắn: 23, 01, 39. Thưa quý vị, dân gian có câu thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể thấy thời gian tới người tuổi Đinh Mùi sẽ có cả thiên thời, địa lợi, chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ. Và để giúp bản mệnh tuổi Đinh Mùi dễ dàng tìm được quý nhân và tránh kẻ tiểu nhân, sau đây sẽ là những tuổi hợp kết giao với tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 dựa theo can chi ngũ hành. Một tuổi Đinh Mùi với tuổi Tý. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này khá ăn ý, chuột sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, luôn giải quyết các vấn đề về khách hàng, tổ chức và các sự kiện. Chuột thích kiếm tiền, thích địa vị và cái đầu làm ăn rất giỏi. Tuổi Dê không có hoài bão kiếm tiền nhiều như tuổi chuột, nhưng khá sáng tạo, có thể đảm nhiệm vai trò của hậu phương. Nếu hai cái đầu cùng hợp lực, chắc hẳn sẽ tạo ra một đế chế khá bền vững. 2. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Sửu. Mối quan hệ giữa Sửu và Mùi có rất nhiều điểm cần bàn, vì đây là hai con giáp dường như đối lập nhau. Mâu thuẫn giữa hai hành tinh này bắt nguồn từ bản chất hoàn toàn khác nhau. Trong khi tuổi Mùi mơ mộng và có phần hơi lập dị, thì tuổi Sửu lại hết sức thực tế và nhạy cảm. Bởi vậy họ luôn tìm thấy những điểm khó chịu ở nhau. Người tuổi Dê cho rằng chính sự bảo thủ và thực tế của tuổi Châu khiến người cầm tinh con trâu hạn chế khả năng của chính họ. Còn tuổi Châu thì thấy tuổi Dê sống quá thiên về cảm xúc, ướt át đến mức khó chịu khi là đối tác làm ăn. Hai tuổi này cần cố hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ mới êm ấm. Khi mỗi người coi những điểm mạnh của người kia là tài sản quý giá, thì họ sẽ tạo thành một tập thể khá vững chắc. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm, bởi vậy đòi hỏi cả hai tuổi này phải cùng cố gắng và kết hợp hài hòa. 3. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Mão. Mối quan hệ giữa Mão và Mùi sẽ rất bền chặt. Hai tuổi này có những điểm giống nhau nhưng cũng có điểm khác nhau. May mắn là điểm khác nhau lại bổ sung cho nhau để hai con giáp này dễ dàng hòa hợp. Khi là đối tác kinh doanh, Mão và Mùi có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên, về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba, bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính. Điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả đó là nghệ thuật, tình cảm. Bên cạnh đó, Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay Mão, vì Mão không có khả năng làm được. Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường vì khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. 4. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Dần. Nếu hai hành tinh này là đồng nghiệp, Dần cần để không gian cho Mùi phát huy khả năng sáng tạo. Tuy trong con người Mùi có tính nghệ sĩ, nhưng không vì thế mà không đảm nhiệm tốt được công việc kinh doanh. Trong công việc, Mùi không thích mạo hiểm, làm điều gì cũng phải chắc chắn. Dù gì thì Mùi vẫn may mắn vì được làm việc cùng Dần, vì sự lạc quan, dũng cảm, hài hước của Dần là món quà tặng lớn đối với tuổi Mùi vốn bi quan và mẫn cảm. 5. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Thìn. Nếu hai hành tinh này làm ăn chung với nhau thì họ có thể tạo thành một tập thể liên tục đi lên, bởi họ có những tính cách bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Thìn thông minh và năng lượng dồi dào, sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến, còn Mùi cũng thích chỉ huy, nhưng là những việc ở hậu phương, vì vậy giữa hai con giáp này không có chuyện tranh giành quyền lực. 6. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Ngọ. Nếu là đối tác làm ăn, Dê sẽ là người đứng đầu, vì con giáp này thích công việc quản lý hơn là ngựa. Dê suy nghĩ khá cấp tiến và là người hoạch định tốt. Nếu cả hai mở công ty,
thì ngựa có thể rất được lòng nhân viên, nhưng người thực sự có quyền lực lại là dê. 7. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Tỵ. Khi là đối tác làm ăn, Tỵ và Mùi sẽ tạo thành một đế chế khá vững mạnh và có nhiều ý tưởng sáng tạo. Với điều kiện khi họ có chung mục tiêu, Tỵ rất nhiệt tình trong công việc mà mình tin tưởng, và Mùi rất tuyệt vời trong việc xây dựng các ý tưởng. Tỵ sẽ là người ở ngoài chiến tuyến để mở rộng khách hàng và góp mặt trong các cuộc họp. 8. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Mùi. Trong làm ăn kinh doanh, hai người tuổi Mùi nên tìm người thứ ba để giúp đỡ trong việc quản lý tài chính bản. Tính lãng mạn, mơ mộng nên họ ít quan tâm đến việc đổi mới, cách tân để xây dựng công ty hoặc giải quyết những vấn đề còn tồn động. Cả hai đều lãng mạn nên nơi làm việc của họ được trang trí rất nghệ thuật và hợp phong thủy. 9. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Thân. Trong mối quan hệ làm ăn kinh doanh, hai người có thể sẽ phải chịu đựng những căng thẳng. Thân thường chỉ ham vui, chứ không thực sự là con người của công việc. Mùi là người có tham vọng phát triển các ý tưởng độc đáo, nhưng lại không giỏi trong vấn đề quản lý tài chính. Mùi thích trang trí nơi làm việc của mình theo phong cách riêng. Mặc dù thích quyền lực, nhưng cả Mùi và Thân đều không quyết đoán, dễ bị dao động trước những lời xu nịnh. Do đó, họ cũng dễ bị kẻ xấu lợi dụng. 10. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Dậu. Mùi và Dậu có thể hợp nhau hơn khi là bạn làm ăn. Dậu là người có con mắt tinh tế và có đầu óc, rất phù hợp với việc quản lý tài chính và những công việc tương tự tự khác. Còn Mùi có thể đưa những ý tưởng, sáng kiến hay trong kinh doanh. Mùi khá may mắn, còn Dậu khá có duyên với tiền, nên hai tuổi hợp lại làm ăn sẽ rất phát đạt. 11. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Tuất. Khi là bạn làm ăn kinh doanh, Mùi và Tuất có thể hỗ trợ nhau tốt hơn. Với khả năng ngoại giao tốt, Tuất có thể là người đại diện cho công ty trong công việc. Giao thiệp với khách hàng, Tuất rất trọng chữ tín khi làm một việc gì đó. Mùi có thể tin tưởng vào sự chân thật của người bạn đồng hành với mình. 12. Tuổi Đinh Mùi với tuổi Hợi. Trong làm ăn kinh doanh, Mùi và Hợi có thể hợp tác và xây dựng được một công ty có tiếng tăm và uy tín. Họ sẽ thành công nếu họ biết chọn lĩnh vực phù hợp với khả năng và đầu óc tinh tế của Mùi. Nhìn chung Mùi khá may mắn, nên luôn có được những thành công bất ngờ trong kinh doanh. Tuy nhiên, Mùi không được thực tế cho lắm, vì thế nên vấn đề tài chính thường do Hợi làm chủ. Hợi là người chăm trì trong công việc và dễ dàng làm theo sự chỉ dẫn của người khác. Bởi vậy Mùi sẽ là người đứng đằng sau và nắm quyền lực của công ty. Còn bây giờ là bí mật cải giận dành cho tuổi Đinh Mùi trong 2 tháng này. Quý cô bác anh chị hãy tu tâm dưỡng tính và lắng nghe lời cổ nhân dạy về thận trung, thận trọng, lúc cuối như lúc đầu. Trong việc tu thân dưỡng đức, cổ nhân cho rằng cần phải thận trọng, cảnh giác ngay khi sự tình mới xảy ra, luôn ghi nhớ ranh giới để dừng lại đúng lúc, tránh đi lạc đường. Ví như, khi vừa nảy sinh tâm niệm xấu thì cần phải chấn chỉnh lại ngay thì sẽ không dẫn đến hành động xấu, để lại hậu quả về sau. Đó là điều cổ nhân gọi là thận sơ. Thận sơ thường là điều mọi người đều làm được, nhưng trọng lúc đầu không nhất định là sẽ có thể làm tốt được bước cuối. Người ta thường lơ là, buông lơi khi đã bước vào giai đoạn sắp kết thúc, khi sắp đạt được thành công, bởi vậy mà không ít người bị thất bại. Ví như, nhiều người cả đời thanh liêm, được người người kính trọng, nhưng khi sắp rời chốn quan trường lại vì danh lợi tình dẫn dụ, mà để tiếng xấu muôn đời, thậm chí con cháu bị cười chê. Cho nên thận trọng lúc cuối như lúc đầu là mấu chốt phòng ngừa, sắp thành lại bại. Trong sách Đạo Đức Kinh viết rằng, tận trung như thủy, tắc vô bại sự, tức là thận trọng lúc cuối như lúc đầu thì việc sẽ không bị hư. Lão Tử cho rằng đối với bất kể sự tình gì, trước sau đều phải thận trọng, phải thủy chung bảo trì sự nhiệt tâm đối với làm việc, làm được đến nơi đến chốn. Đặc biệt, trong giới tu hành, nếu một người luôn thận trọng lúc đầu nhưng lại lơ là lúc cuối thì cũng khó đạt được kết quả viên mãn, tốt đẹp. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.